Xin chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với bản tin thị trường của Thủy Sản Di. Hôm nay Thủy Sản Di xin gửi đến quý vị và các bạn bảng giá tôm cá thương phẩm các loại cũng như bảng giá tôm giống của một số công ty được bà con tin dùng và có sử dụng chúng nhiều nhất. Và để mở đầu bản tin là bảng giá tôm thương phẩm. Giá tôm thương phẩm vẫn giữ mức ổn định dù dịch Covid đang quay trở lại. 20 con 198.000, 25 con 180.000, 30 con 165.000, 40 con 140.000, 50 con 130.000, 60 con 122.000, 70 con 118.000, 80 con 108.000, 100 con 99.000, 150 con 85.000. Giá số oxy 20 con 370.000, 30 con 260.000, 40 con 190.000. Để tiếp tục bản tin là bảng giá của các loại thủy sản nước ngọt. Lương thịt 180.000 đồng 1 ký, cá kèo 45.000 đồng 1 ký, cá thác lát 46.000 đồng 1 ký. Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của quý vị và các bạn, Thủy Sản Di có cung cấp giống thủy sản nước ngọt các loại. Phần cuối của bản tin là bảng giá tôm giống. Giống Hoàng Lộc, giống tiêu chuẩn 106 đồng khuyến mãi 40, giống công nghệ cao 116 đồng khuyến mãi 40. Giống Việt Úc 127 đồng khuyến mãi 20, giống Mơ Nam Minh Phú 150 đồng. Giống Nam Mỹ 126 đồng khuyến mãi 30, giống Mỹ Kim 105 đồng khuyến mãi 50, giống CP 146 đồng. Xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm video tại Thủy Sản Yến Di. Nếu quý vị thấy video ý nghĩa và có điều đặc biệt đến tất cả quý vị, không quên đăng ký kênh để ủng hộ kênh Thủy Sản Yến Di, hay là chia sẻ cho những người thân, bạn bè, anh em để cùng phát triển cho ngành tôm tại Việt Nam. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gắn kết nhau nhiều hơn để thành công hơn trên ngành tôm. Và xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn một vụ mùa thật sự thành công và thật sự tuyệt vời.